rất vui được gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong chương trình Bố là tất cả. Chương trình được phát sóng vào lúc 22 giờ tối thứ sáu hàng tuần trên HTV9 và chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp cùng với công ty truyền thông Bi thực hiện. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn nhãn hàng vali, ba lô, túi sách cao cấp Sacos đã đồng hành cùng với Bố là tất cả. Xin được cảm ơn quý vị rất nhiều. Anh Phú ơi, em thấy là từ buổi tới giờ những cái số phát sóng của chương trình thì chúng ta đã được trải nghiệm và cũng như là trải qua những cái câu chuyện cũng khá là tình cảm của các bố con, đặc biệt là ở cái vòng chơi thứ hai. Anh để ý không? Ở cái vòng chơi đó là các bố và các bé đã hiểu nhau được nhiều hơn, và đôi khi là bé sẽ được trải lòng những cái cảm xúc của mình mà bấy lâu nay mình sẽ ngại nói với bố, và hôm nay nhờ chương trình bé lại nói ra hết tất cả những cái tâm tư đó. Và ngay cả những mẹ, những khán giả ngồi trước mặt anh nhỏ cũng thấy là hay quá, chương trình làm giúp cho mẹ hiểu hơn về bố, về con. Đúng rồi. Và làm một cái gắn kết giữa gia đình rất là thân thiết. Biết đâu những bố ở ngoài kia khi mà bố bận công việc, bố sẽ thấy là sau chương trình này mình sẽ dành thời gian để mà mình thấu hiểu con mình, tâm sự với con nhiều hơn, vui đùa với con nhiều hơn. Và biết đâu là không phải là chỉ có mẹ mới là người mà bé sẽ tâm sự nhiều, mà qua đó bố sẽ là người bé có thể trải lòng mà nhiều hơn. Thời gian thì trôi qua không quay lại được, nhưng cái khoảnh khắc này sẽ lưu giữ mãi mãi. Chỉ có ở Bố là tất cả. Lúc mà bố chơi với con, nắm tay con, kể cho con nghe rất nhiều câu chuyện. Và chỉ có Hồng Phúc và Phương Lan mới giúp được cho các bố điều đó, Lan ạ. Nó như vậy thôi, bên cạnh đó cũng có những cái sự giải trí, có nghĩa là qua đó các mẹ sẽ nhờ với chương trình gọi là thử thách các bố, để xem là các bố ở trên đây có thực sự tài giỏi hay không mà có thể vượt qua được những thử thách mà chương trình giao ra, và đặc biệt nhất là ở cái phần nấu ăn đó. Đó, bình thường ngoài cái việc mà những bố mà nấu ăn ngon, em không nói, có những bố chưa bao giờ mình nấu một cái món nào đó cho con của mình, và hôm nay nhờ chương trình bố có thể thể hiện hết khả năng của mình. Và em để ý nha, rất chăm chút luôn. Anh làm gì anh chỉ cho anh hoài vậy? Là anh minh họa cho cái chuyện đó. Anh cũng là ông bố vậy, cũng là một ông bố thì anh phải tự hào những gì em nói chứ. Em biết rồi, vậy là thấy bố rất là chăm chút, đặc biệt là tới đây là nấu như một cái bữa ăn đầu tiên mà mình chính tay mình xào, mình nấu cho con của mình, rất là chăm chút. Thôi bây giờ mình không nói nhiều, nói nhiều là không cảm động nữa rồi, xúc động. Và bây giờ chúng ta không tâm sự nữa mà con sẽ xúc động nhiều. Bây giờ em sẽ mời các cặp bố con chúng ta cùng đến đây. Đầu tiên đó là bố Nguyễn Thanh Hùng và con Nguyễn Ngọc Như Ý. Xin mời. Xin mời. Là thấy con trời ơi, mặc một cái đầm dễ thương quá, một cái váy rất là dễ thương. Thôi bây giờ con và bố hãy gửi một cái lời chào đến quý vị khán giả đi nè. Dạ con xin chào các chú và các anh chị. Con tên là Nguyễn Ngọc Như Ý, con 8 tuổi. Mình xin chào quý vị và các khán giả. Mình là Nguyễn Thanh Hùng, 49 tuổi, công việc của mình là làm nghề cơ khí. Anh chị là mình đã có mấy cháu rồi ạ? Mình được 3 cháu rồi con. Ba cháu, vậy thì bé Ý là cháu thứ mấy ạ? Út con. Út, còn hai bé kia là... Một cháu là được đại học năm nhất rồi. Là nam. Một bé là học được lớp 8. Wow, vậy là nhà là ba người con. Và đây là như là con Út đó, Út cưng đó phải không ạ? Mà ai chuẩn bị cho con bộ đầm đẹp này hả Như Ý? Dạ thưa chú, đó là mẹ con. Mẹ con. Rồi cái thấy đôi giày lấp lánh là mẹ mua cho luôn hả? Dạ. Rồi có bao giờ mà bố mua đồ đẹp cho con chưa? Dạ rồi. Là bố mua cho con cái gì nè? Ba mua cho con sách vở học tập. Sách vở. Còn về đẹp là cái đó là để cho mẹ. Ngày hôm nay đến đây thì đầu tiên con thấy tâm trạng con như thế nào? Dạ con rất là hồi hộp và vui. Rất hồi hộp và vui. Và đây cũng là một trong những cái kỷ niệm đầu tiên mà hai bố con đến với chương trình đúng không? Dạ. Rồi, hy vọng là hôm nay con sẽ cố gắng mình chơi hết mình nha. Hết mình với chương trình không nè? Dạ cố. Dễ thương quá. Dễ thương. Tiếp tục thưa quý vị, chúng ta vừa gặp bố Hùng và bé Nhĩ rồi, sẽ là cặp ông bố tiếp theo và một bé cũng rất xinh xắn dễ thương nữa. Đó là bố Trần Quốc Hoàng và con Trần Đức Duy. Xin mời. Xin mời. Bữa nay giống như là trai tài gái sắc vậy anh ha. Dễ thương. Anh Hoàng ơi, anh hãy giới thiệu về mình đi ạ. Xin chào quý vị khán giả. Tên tôi là Trần Quốc Hoàn, năm nay 41 tuổi. Nghề nghiệp của tôi là kinh doanh bên lĩnh vực thiết kế và thêu vi tính. Rồi, Đức Duy ơi, gọi lại chào được khán giả nè. Con xin chào cô chú. Con tên là Trần Đức Duy, con 6 tuổi, con học lớp 1. Wow, cô thấy là hôm nay tự nhiên lần đầu tiên đúng không anh? Nguyên một cây com lê. Cây com lê rất là chỉnh chu, ra dáng một người đàn ông đó, rồi quyết tộc lắm đó. Thì không biết là đây, cái bộ vest đây là ai chuẩn bị cho con vậy Duy? Dạ mẹ. Lại là mẹ nữa hả?
Rồi thì wow, ở nhà của con là mẹ có hay chuẩn bị vest cho con không? Dạ có. Thấy là hôm nay là em thấy là giống như là cũng là một cái tập mà có vừa nam vừa nữ anh ha. Đó giờ có những tập là nam nam, nữ nữ, bữa nay là trời hai người hợp. Anh nãy đồng ý nè Lan. Sao hai bố đồng ý không nha? Hai bé đang mặc đồ rất đẹp, rất là thời trang. Hai bé có thể nắm tay nhau biểu diễn thời trang đi lên xuống một lần được không nè? Được rất không đẹp à? Luôn. Được. Nha, con nắm tay chị nè. Nắm tay chị nè, nắm tay chị nè. Rồi, bắt đầu xin mời một nét nhạc hai bé đi biểu diễn. Cho một nét nhạc biểu diễn thời trang. Chúng ta sẽ cùng chào đón người mẫu Như Ý và người mẫu Đức Duy. Xin mời. Quá dữ luôn. Rồi, tạo dáng nè. Tạo dáng, chống nặng nè. Tạo dáng, đúng rồi, chống nặng. Xoay qua nè, xoay lại nè. Rồi, bắt đầu mình đi qua hai bên nè. Đi qua hai bên nè, đi qua hai bên. Đi qua đây, đi qua đây, đi qua đây. Đó. Rồi, tạo dáng luôn nè, tạo dáng nè. Tạo xe nè, đứng yên nè. Đúng rồi. Quay vô giữa lại nè. Quay vô giữa lại, đi vô giữa lại nè. Vô giữa. Rồi. Vô giữa lại nè, vô giữa lại nè. Nắm tay nhau. Cho chị nắm tay lên rồi. Rồi. Chào khán giả, chào khán giả nè, chào khán giả. Rồi. Rồi đi lại nè, mình đi thật là đó, dữ rồi, quá trời rồi, bắt đầu cái nè, ôi ơi, quá dữ luôn, trời ơi, xuất sắc. Thôi em háo hức quá, thôi bây giờ mình phải nhanh chóng mình vào vòng 1, em muốn khai thác về gia đình, hai được gia đình này quá được rồi. Được rồi, được, 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 chúng ta sẽ không để khán giả chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta sẽ bước ngay vào vòng 1 được mang tên Tình yêu của bố. Chào đón tất cả quý vị cùng đến với vòng 1 được mang tên Tình yêu của bố. Em không biết là ở nhà thì là bé sẽ là vui đùa với bố nhiều hơn hay là với mẹ nhiều hơn. Bây giờ em sẽ hỏi anh Thanh Hùng trước ạ. Ở nhà thì là bé chia sẻ với mẹ nhiều hơn anh. À nhiều hơn, mình là mình do mình bận công việc, mình ít đúng dành rồi, thời gian rồi, cho bé à, anh dạ. Đi làm suốt ngày á. Dạ, vậy thì anh có nghĩ là lâu lâu mình sẽ dành cái thời gian mình bù đắp lại cho bé không? Cũng có, dạ. Mình thứ bảy chủ nhật anh không làm, rồi nhà cũng có lâu lúc cũng chở cháu đi chơi. À dạ, rồi Như Ý ơi, thì những lúc mà bố dành thời gian cho con thì thường bố sẽ chở con đi đâu chơi nè? Dạ, có những lúc thì đi vô siêu thị và đi công viên. À, đi công viên chơi. Hay đi siêu thị là thấy gia đình là rất là thích đi mua sắm. Dạ. Rồi, không biết là bên gia đình của anh Hoàng. Quốc Hoàng với lại Đức Duy như thế nào ạ? Ở nhà thì bé hay gần gũi với ba hay mẹ nhiều hơn ạ? Thì bé Đức Duy cũng gần gũi cả hai, nhưng mà thời gian thì mẹ bé có nhiều thời gian ở nhà hơn. Dạ. Với bé, còn dạ. Hàng ngày thì bé đi chơi thể thao thì ba chở bé đi chơi thể thao. Dạ. Những lúc đá banh thì đi chơi thể thao, còn lúc nào mà một tuần 3 buổi không đi tập đá banh thì lại đi chơi thể thao tennis với ba. Dạ. Trời ơi Đức Duy ơi, cô Lan nghe là bố có chia sẻ với con là con học đá banh hả? Không biết là mình học được bao lâu rồi? Học được 6 năm rồi. Trời ơi, bây giờ con bao nhiêu tuổi? Con 6 tuổi. Con 6 tuổi là lúc mới sinh ra là mình đã học đá banh rồi à? Trời ơi, vậy tính ra là con đã vào nghề được 6 năm rồi à? Mình là một cầu thủ chân chính rồi à? Rồi bây giờ là con có thể kể những cái lối đá của con ở trên sân bóng được không? Tiền vệ, hậu vệ nè. Đá vị trí nào? Thủ môn nào? Hay đá trên TV. Con giống chú Quang Hải. Cái vị trí giống chú Quang Hải anh. Tiền vệ, tiền vệ. À tiền vệ hả? Tiền vệ Đức Duy. Con có nghĩ trong tương lai mình sẽ là một tiền vệ của Việt Nam không? Thì có. À, có luôn hả? Là bây giờ là tính ra là mình đã học được 6 năm rồi, là mình dữ lắm rồi đó. Bây giờ con đố cô Lan đi, thủ môn của mình là ai nè? Đố cô Lan nè. Đố cô Lan. Của mình là ai cô? Thủ môn của mình là cái người chụp bóng đúng không con? Là tên gì nè con? Là tên gì nè? Nếu như cô không lầm là cô nhớ là có Văn Lâm đúng không ạ? Trời ơi, có tên Tiến Dũng và vừa đây là Tấn Trường đúng không? Đúng rồi, Tấn Trường. Trời ơi, thấy chưa? Cô có theo dõi. Xuất sắc, xuất sắc. anh tính thử thách em nhưng mà không ngờ em cái gì em cũng biết Lan à, rất là em hay. Biết nhưng mà thật sự là đôi khi sợ nó hay bị lộn. Nhưng mà anh thấy một cái hay gì nè, là cả bé Như Ý và bé Duy đều dạ thưa, rất là lễ phép, rất là lễ phép. Ở nhà là các anh đã chỉ bảo và giáo dục các bé rất là cẩn thận đúng không ạ? Xin mời anh Hùng ạ. Ở nhà ai là người sẽ dạy bé nhiều hơn, anh hay là mẹ? Mẹ cháu thì gần hơn cháu anh nhiều. Cháu không được Như Ý mình là mình cũng phải con phải biết lễ phép với người này. Dạ. Hoặc là người lớn cho cái gì thì mình phải biết cảm ơn. Dạ. Có lấy quanh vậy, còn mới vui mà gần học hành hay là gì là mẹ là như gần hơn anh. Dạ gần hơn. Anh đi làm suốt. Dạ vậy em không biết là ở nhà thì anh hay là mẹ sẽ là nghiêm khắc với bé hơn. Mẹ hơn. Mẹ nghiêm khắc hơn. Mẹ. Có bao giờ mà mẹ nghiêm khắc mà bố vào giải vây cho bé không? Bố cứu bé không nè. Bố cứu bé không?
Rất là nhiều. Rất là nhiều. Những lúc như vậy thì chị nhà kiểu phạt hai bố con luôn hay sao ạ? Không có. Không có. Tại vì chung là nhiều khi thấy mẹ la nhiều quá rồi mình cũng sốt ruột á. Dạ. Bớt đi. Dạ, bớt. Chứ la anh cũng không thích. Như Ý ơi, con có thể kể một cái kỷ niệm trong một lần con lỡ làm một cái gì đó sai mà mẹ la con cho cô la nghe được không? Bố vô bố cứu nè. Bố cứu con nè. Dạ. Thưa cô chú, do là có một lần con học không nghiêm túc, mẹ la con, xong rồi ba vô ba cản, rồi lúc đó ba về, ba vô ba bảo là thôi bớt đi à, là lúc đó là mẹ không la con nữa, nhưng mà lúc đó là con có nhận ra cái lỗi của mình và xin lỗi mẹ không? Dạ có. Vậy là tính ra là bố dạy phay khá nhiều, nhưng mà ở nhà con có hay thường xuyên như vậy không? Dạ không. Giờ này con ít thôi. Ít thôi hả? Rồi, cầu thủ Đức Duy, ở nhà mình là bố nghiêm khắc hơn hay là mẹ nghiêm khắc hơn? Dạ, mẹ nghiêm khắc hơn. Mẹ nghiêm khắc hơn, nhưng mà con sợ bố hơn hay là mẹ hơn? Dạ mẹ. Mẹ hơn hả? Tại sao mình lại sợ mẹ hơn? Tại do mẹ nghiêm khắc với con. Mẹ nghiêm khắc với con. Những lúc con đi chơi con xin tiền thì con xin bố hay xin mẹ? Xin bố. Xin bố hả? Sao không xin mẹ vậy? Tại do bình thường con xin mẹ là mẹ không có cho. Không bao giờ cho hết. Các bà mẹ đều không bao giờ cho con tiền, nhưng mà ông bố hay cho. Dạ. Mà em thấy rõ ràng không nhỉ? Duy với lại bố Hoàng là như là hai bản photo luôn, rồi bên kia cũng vậy. Bé Ý với lại bố Hùng, trời ơi. Mà em nghe người ta nói nha, con giống cha là giàu ba họ luôn. Mà bây giờ đây là em thấy là rõ ràng là tình yêu của các chị nhà dành cho các anh rất là lai láng. Anh Hoàng ơi, cho em tâm sự với em một chút xíu là với trường hợp của bé Duy thì như mình có một cái câu chuyện cũng muốn chia sẻ với chương trình đúng không ạ? Dạ. Dạ, xin mời anh ạ. Bản thân Hoàng lấy vợ cũng trễ. Dạ. 35 mới lấy vợ. Thành ra là khi tưởng là về sẽ có cháu ngay nhưng mà cũng hơi chậm, thành ra là gần 2 năm mới có. Cũng đi đủ nơi đó, đi uống thuốc nam, thuốc bắc, rồi cũng đi bệnh viện từ dũ, cũng đi bơm, rồi đi làm các thứ rồi. Chán rồi các thứ thì không muốn gì nữa để tính để đi làm. Tưởng là bỏ cuộc thì đi làm thôi. Tự nhiên thì mẹ đi Tết, dịp Tết vào cái là bắt vào cái là mẹ báo tin là mẹ có bầu. Thành ra là rất lúc đấy là vỡ òa lên luôn, không tin nổi là tự nhiên nó lại có một cách tự nhiên như thế. Vào bệnh viện Mekong nhưng mà nằm ở đấy 5-7 ngày không sanh được. Cuối cùng là phải về đi khám một bác sĩ ở bệnh viện Từ Dũ. Thì bác lại mát tay, sanh tự nhiên mà không sanh được, cùng bác mổ cho. Lúc 7:30 sáng là bác mổ cho là ra bé chào đời được 3 ký. Đang hiếm muộn, đang khó mà tự nhiên lại có luôn cháu trai đầu lòng luôn. Chúc mừng anh Hoàng. Chúc mừng. Vâng, vậy em xin hỏi bố Thanh Hùng là ở đây là nhà mình có 3 cháu đúng không ạ? Là hai cháu là nam, là con trai hay con gái hết à? Nữ hết à? Là ở nhà ba nữ hết luôn. Nàng công chúa luôn. Vậy thì như hồi nãy đây chia sẻ là cũng là sanh cháu, thì không biết là cái cảm giác lần đầu á của bố khi mà bố sanh cháu thì mình như thế nào? Thật là anh sanh hai cháu đầu là bà ngoại lo hết, ở ngoài quê anh không biết. Không biết luôn. Không biết là đại khái là chị là bà xã là chung con đầu á, bà ngoại chưa có cháu á, thì đưa về ngoại nuôi. Là ngoại lo hết. 3 tháng bắt đầu mới đưa cháu vô đây, anh mới biết, chứ anh cũng không biết gì. Dạ, nhưng mà rồi còn tới bé Như Ý. Bé này thì sinh trong này. Em muốn biết là lần đầu khi mà mình đưa vợ mình đi sanh đó thì anh có bỡ ngỡ hay là mình đã nói chung bà cũng rất là bỡ ngỡ con, tại vì mình cũng không có làm cái này bao giờ. Không có kinh nghiệm. Phần thứ hai nữa là bà ngoại thì ở xa. Dạ. Rồi bà nội trong này thì mất rồi. Dạ. Thì cũng có chạy lên xuống rồi. Thật sự là ngày đầu tiên mình đưa bà xã đi sanh vô, bà cũng sanh cũng hơi khó. Dạ. Cũng vô rồi tối đêm mình cũng ngủ tùm lum hết, mình cũng ngủ quá, mình cũng ngủ tùm lum hết rồi. Thấy bà khóc lam sùm bà xã vậy đó, rồi cũng cảm giác là cũng lo, mà thấy lần đầu tiên cảm giác người phụ nữ người ta mang bầu người ta sanh thấy rất là cực. Rồi có cái kỷ niệm nào mà giữa ba chị em mà con nhớ nhất không? Có một cái kỷ niệm mà con nhớ trong đầu như in luôn. Đó là ba mẹ đi làm việc sáng, hai chị bảo là dậy ba hai chị đi mua đồ ăn sáng. Ăn sáng xong rồi không đủ tiền. Chị Lan lấy tiền, chị Lan ra chị Lan mua. Con nhớ như vậy luôn. Nhưng mà lúc đó là vẫn có đủ tiền trả cho người ta. Dạ. Hết rồi, tưởng kiểu mua thiếu xong rồi tới lúc ba mẹ về nó ba mẹ ra trả. Đó là dễ thương nha, các chị em như vậy là thương nhau đó. Ba chị em rất là thương nhau. Còn chàng trai Đức Duy ơi. Dạ. Nhân chương trình này con có muốn ước mơ mua cái gì hay là đi đâu chơi, nói cho ba mình nghe đi nè. Ba Hoàng đang nghe kìa.
Dạ con muốn đi biển. Con muốn đi biển. Tại sao vậy ta? Tại sao thích đi biển nè? Tại do hôm trước ba con dẫn đi biển một lần. Con tắm nhưng mà con có bị nước nó tràn lên rồi nên con muốn đi nữa. Nhỏ bắt cô. Đức Duy, hiện tại con là anh đúng không? Con có một em nữa đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi vậy thì khi mình làm anh á thì mình có thương em và mình nhường nhịn em mình nhiều không? Dạ có. À rồi em có con tên gì nè? Subo. Trời đất, cái đó tên ở nhà còn tên. Tên thật là tên, tên gì? Tên thật nè? Là tên gì nè? Tên thật là tên chữ Đức Khôi. À Đức Khôi và Đức Duy. Rồi, hai anh em ở nhà là chắc là quậy lắm đúng không con? Dạ đúng rồi con. Có bao giờ là mình giành đồ chơi với lại em mình không? Dạ không. Nhường hết cho em luôn hả? Con nhường mà con chơi chung với em. À, chơi chung với em. Cô Lan là nhỏ giành đồ ăn nhiều với lại em lắm. Không có, tại vì thấy là rất là dễ thương nó. Thì ở nhà bên đây là có ba chị em, ở đây là Út. Nhưng mà riêng nhà cha em đây người ta là anh trưởng thành. Đó. Có bao giờ mà con lỡ con làm cho em khóc hay là con có một cái kỷ niệm nào với em không? Kể cho cô Lan và chú Phúc nghe nè. Con sẽ mua kẹo cho em ăn, em đỡ khóc. À, nếu em khóc là con sẽ mua kẹo. Nhưng mà tiền đâu con mua kẹo? Dạ con xin ba. À, con xin ba mua kẹo cho em hả? Ôi dễ thương quá. À, cái lúc mà Đức Duy á, con biết là mẹ sẽ có thêm một đứa em nữa, lúc đó cảm xúc con như thế nào? Con thấy vui để chơi chung. Vui hả? Con ẵm em bao giờ chưa? Lúc đó có ẵm em không? Thì có. Ẵm em hả? Trời ơi, ẵm em luôn. Con có bao giờ là được thay tả hay là mình thay đồ cho em chưa? Vậy chưa. Vậy chưa hả? Thấy cưng quá à. Mà anh Hùng với anh Hoàng á, em nhìn thấy là hai bé đó rất là kiểu lễ phép nè. Rồi dạ. Cái gì cũng nhường nhịn hết, cả chị cũng là nhường cho chị nè. Đây anh là nhường cho em. Và em hy vọng rằng là sau cái phần tình yêu của bố này thì ở phần sau anh và các bé sẽ hiểu nhau nhiều hơn. Dạ. Và sẽ giúp cho hai bố con có thêm những cái điều gì mà chưa nói được. Sẽ dạ. Tiếp tục kể tiếp cho chương trình nghe ở phần sau. Hai anh đã sẵn sàng không ạ? Dạ sẵn sàng. Dạ. Và kính thưa quý vị khán giả, tiếp theo chương trình chúng ta sẽ đến với vòng 2 được mang tên là Tâm ý tương thông. Nhưng mà trước khi đến với vòng 2, xin mời quý vị khán giả hãy cùng nghỉ giải lao trong ít phút. Chào tất cả quý vị đã cùng quay trở lại với vòng 2 được mang tên Tâm ý tương thông. Và với vòng 2 này chúng ta sẽ có 5 câu hỏi, bao gồm cả câu hỏi chữ và câu hỏi hình. Nếu như cả bố và bé trả lời trùng khớp ý với nhau thì chúng ta sẽ có được 1 điểm. Và 5 câu hỏi sẽ tương ứng với số điểm là 5 điểm. Thì hy vọng là hai bố con sẽ cố gắng để mà chúng ta lấy được 5 điểm của chương trình. Bây giờ chúng ta hãy về vị trí của mình và hãy bắt đầu với câu hỏi nào. Bây giờ chúng ta có 5 câu hỏi và con chọn là câu hỏi hình trước hay là chữ trước nè? Dạ con chọn chữ trước. À chữ trước. Hai bố con nghe kỹ câu hỏi nha. Câu hỏi đầu tiên, nếu được đi chơi, bé sẽ thích đi cùng bố mẹ hay đi cùng bạn bè? Anh viết ra đi ạ. Trời ơi, trả lời rất là tự tin nha. Mà nè, anh vừa trả lời vừa lúc bắt cái đầu nữa nè. Rồi. 5, 4, 3, 2, 1. Dơ bạn. Trời ơi, bố mẹ trùng khớp ý với nhau. Và câu hỏi này, gia đình của bố Hùng và bé Như Ý đã chính xác rồi. Đã được 1 điểm. Rồi, bây giờ tới câu hỏi số 2, con thích hình hay chữ nè? Dạ, con lại thích hình. À, thích hình, rồi, hình thì để thôi chú Phúc. Hãy con hướng về với chú Phúc nha. Con bớt nhìn về phía cô Lan nhiều, tại giờ chú Phúc ngồi chờ lâu quá rồi. Và câu hỏi hình này thì anh Hùng ơi, anh phải nhìn cái hình xong. Anh miêu tả cái hình này bằng hành động, bằng lời nói, bằng ngôn ngữ gì cũng được. Nhưng không được nhắc từ khóa của đáp án của cái hình này. Rồi, anh hiểu rõ luật chơi chưa ạ? Và bây giờ câu hỏi hình thứ hai dành cho bố Hùng và bé Như Ý. Bắt đầu. Kỹ chưa ạ? Hai từ rất là rõ ha. Rồi, mời anh giải thích cho bé đi ạ. Cái gì mà con ngồi học? Cái ghế hả bà? Và đáp án cuối cùng của con đó là? Dạ, cái ghế. Chính xác, chúc mừng con. Đúng rồi. Yeah, yeah, với bố một cái nè. Yeah.
Yeah, 2 điểm rồi đó. Bây giờ con hỏi số 3 muốn hình hay chữ nè? Hình, dạ hình. Con thích hình. Chữ. Chữ tới em. Mời hai bố con cùng nghe. Con vật mà bé sợ nhất là con gì? Anh ghi à? Trời ơi, rất hai nhanh. Bố con giống như là biết trước câu hỏi hay gì sao viết nhanh dữ vậy? Thân với nhau lắm, hai bố con này thân với nhau lắm. Trời ơi, viết nhanh quá cách... trời luôn nè. Trời ơi. Rồi, dạ rồi, đó. Con này cô Lan cũng sợ luôn. 5, 4, 3, 2, 1. Dơ bạn. Dơ bạn. Con rắn. Rồi, à, con có cái kỷ niệm nào với con vật này không mà sao tự nhiên con sợ vậy? Nhìn nó ghê lắm cô. Từ nãy giờ là mình đúng được mấy câu rồi nè? Dạ đúng được 3 câu. Là mình được có mấy điểm? Dạ được 3 điểm. Rồi dê cho bố một cái đi nè. Dê nè, dê nè. Yeah. Rồi câu tiếp theo con muốn hình hay chữ nè? Dạ con thích hình. Yeah, cậu. May quá tại con muốn chữ nó cũng hết rồi. Bé Như Ý dễ thương mà đẹp xinh xắn, mọi người rất là thích hình. Con nên thích hình nhiều hơn nha Như Ý nha. Bây giờ coi hình dành cho bố Hùng mà bé Như Ý như sao? Hình kỹ chưa? Rồi mời anh diễn tả cho bé đi ạ. Chị ba sợ con gì nhất con? Chị dạ ba... con mèo. Không phải. Chị ba bữa tâm sự chú, chị ba sợ con rắn. Con mèo. Chú thân chị ba nè, chị con ba nó... rắn là chị Lan. Trời ơi chị... Bây giờ muốn mà... biết đáp án có phải con mèo không nè? Đáp án cuối cùng của con là con mèo. Mèo kêu sao? Mèo 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 mèo. Mèo 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 mèo. Trời ơi, dễ thương. Hay quá. Giỏi quá hả? Trời ơi, hay quá luôn nè. Hình như câu hỏi của chương trình nó dễ với con quá hay sao? Dạ. Rồi vậy thì bây giờ khó hơn được không? Dạ. Rồi câu hỏi cuối cùng đi ạ. Câu hỏi cuối cùng vẫn là một câu hỏi về hình. Xin mời bố Hùng và bé Như Ý. Quá dễ anh ha. Dạ rồi à, cái gì mà nó nhỏ nhỏ ở trên lầu mà hay mở ra mở vô? Dạ. Trên lầu có cái gì? Ba hỏi trên lầu có cái gì con? Cái cửa hả? Cái gì nhỏ nhỏ để đóng ra đóng vô á? Dạ cửa sổ. Và con có hay ra đó chơi không nè? Dạ không, do là con hay ra đó không mát. Và đáp án cuối cùng của con là cửa sổ. Chính xác. Wow. Chúc mừng con. Trời ơi. Trời ơi, vậy là từ nãy giờ là mình trả lời đúng mấy câu rồi? Dạ 4 câu. 5 câu. 5 câu. 5 câu là mấy điểm? Vậy là 5 điểm. Yeah. Cao nhất của vòng này rồi đó. Vâng, kính thưa quý vị khán giả, và bé Như Ý và bố Thanh Hùng đã hoàn thành xuất sắc ở phần chơi tâm ý tương thông và đã đạt được 5 điểm. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với bố tiếp theo, đó là bố Hoàng và bé Đức Duy. Xin mời. Chúng ta sẽ có 5 câu hỏi. Và nếu như mà con trả lời đúng được 5 câu hỏi trùng khớp với lại bố con thì con sẽ có được 5 ngôi sao. 5 điểm. 5 điểm. Nhưng mà ủa con thích ngôi sao lắm hả? Dạ. Vậy đó thì con nói với bố đi. Nếu con thích ngôi sao nói bố mua cho con. Bố ơi, bố mua ngôi sao cho con. Bố ơi, bố mua ngôi sao cho con. Ok. Ok luôn. Về chơi ha. Dạ. Tự tin không? Tự tin. Về về với bố cái thứ hai và yeah. Rồi bây giờ con muốn câu hỏi hình hay câu hỏi chữ nè? Câu hỏi hình. Câu hỏi hình. Mời chú Phúc. Con phải hướng về phía chú rồi Đức Duy à. Thường thì câu hỏi hình này em hay nhắc người chơi là cố gắng làm sao diễn tả bằng hành động, bằng lời nói, bằng gì cũng được, nhưng đừng nhắc vào từ khóa của chương trình. Rồi. Anh hiểu rõ luật chơi chưa anh Hoàng? Dạ. Dạ rồi. Bây giờ câu hỏi hình đầu tiên dành cho anh Hoàng và bé Đức Duy có nội dung như sau. Tèo theo. À, cái này á là nhà mình mỗi lần ăn cơm nhà mình để nó lên trên mặt mà nó có cái tấm kính mà để trên đấy con. Cái bàn. Ok. Trời hay quá vậy. Yeah. Chắc chưa? Chắc. Sao chắc vậy? Để do bình thường con hay ăn cơm con lấy cái bàn. Rồi. Và đáp án của con cuối cùng đó là cái gì nè? Cái bàn. Cái bàn là một đáp án không thể nào sai được. Chúc mừng con. Đúng rồi. Yeah 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 yeah. Rồi, bình thường là con thích ăn cái gì? Hết. Ăn cánh gà chiên nước mắm. Ôi ôi, mặc cái món đó là mẹ làm hay là bố làm? Dạ bố con làm. Ôi ôi, bố làm món đó xuất sắc lắm hả? Dạ, rất ngon. Rất ngon, mình chấm mấy điểm món đó? Dạ cũng 10 điểm. 10 điểm, quá dữ luôn. Và với cái câu hỏi cái bàn là nãy mình được mấy điểm rồi? 1 điểm. 1 điểm rồi, mình che cho bố cái nào. Yeah. Rồi,
Và tới câu hỏi thứ hai, con muốn câu hỏi hình hay là câu hỏi chữ? Câu hỏi hình. Yeah. Không, lại hình nữa hả? Và câu hỏi tiếp theo hình dành cho bố Hoàng và bé Đức Duy đó là... Có một cái con đấy mà hôm nó lùa con á. Anh nhớ. Con chó. Yeah. Nó sẽ bị cút cắn á. Hồi nào con kể thêm đi. Bình thường con hay chơi nhà của chị Hà Vy. Lúc mà nhà chị Hà Vy nó không có đóng cửa. Là con chó nó gần về nó dọa con chạy bỏ về con khóc. Ôi mà có bị cắn không? Dạ không. Ý là nó hù con, nó dí con thôi đúng không? Nó hù con rồi nó chạy vô nhà. Bây giờ có người la nó chạy vô nhà luôn. Mà nếu mà bị chó dí con sợ nữa không? Dạ không luôn. Không luôn hết rồi luôn đó. Mà đáp án của con cuối cùng đó là con chó. Nó kêu sao nè? Gâu gâu. Gâu gâu. Chúc mừng con. Trời ơi giỏi quá. Vậy là câu này mình chính xác, mình có mấy điểm ta? 2 điểm. 2 điểm rồi. Rồi bây giờ con muốn câu hình hay câu chữ nữa nè? Câu hình. Trời ơi. Câu hình cuối cùng rồi đó, còn 2 câu chữ đó nha. Hay bây giờ mình cho câu chữ cho cô Phương Lan làm việc cái nè. Không đến được. Câu hình tiếp theo dành cho bố Hoàng và bé Đức Duy đó là... Rồi. Ok. Nè, tối mình ngủ trên cái gì? Trên cái giường. Và đáp án cuối cùng của con đó là cái gì nè? Cái giường. Dương, yeah. Chúc mừng con. Yeah. Trời ơi, giỏi quá. Đúng hết rồi, là mấy điểm ta? 3 điểm. Rồi. Bây giờ mình tới câu hỏi gì ta? Con chọn hình nữa. Hết hình nhờ. Câu hỏi thương dễ lắm. Hỏi dễ lắm, bây giờ hỏi chữ cô Phương Lan sẽ hỏi con nè. Bây giờ hai bố con nghe câu hỏi chữ nha. Món đồ chơi yêu thích nhất của bé là món gì? Dạ rồi, món đồ chơi yêu thích nhất của bé là món gì ạ? Dạ. Quay. Rất là nhanh. Này Phong. Bố ghi rất là đúng nhanh. Bố Hoàng ghi rất là nhanh. Rồi. 5 rồi. 4 4 cầm lên nè, cầm lên lật bảng vô. 3 2 1. Giơ bảng. Đúng quay luôn. Rồi, con có thể chia sẻ và chỉ cho các bạn nhỏ cái con quay đó chơi làm sao không? Đây, lấy cây lít gắn vô rồi dắt nó ra, nó sẽ vô vòng tròn quay luôn. Rồi. Khi nào mà nó hết quay được thì nó sẽ ngừng. Rồi lấy dây dít nữa mình quay nó sẽ dây vòng tròn tiếp. Mà mình chơi cái con quay đó được bao lâu rồi? Chắc là con chơi đó. Đến 10 năm rồi. Cái gì? 10 năm. Cái gì? Chơi 10 năm. Con 6 tuổi mà con chơi con quay 10 năm rồi hả? Dạ. Alo, con mới 6 tuổi con chơi 10 năm vậy thì 4 năm trước là ai chơi nè? Chơi trong bụng ấy. Rồi, vậy thì ở nhà là mình có bao nhiêu con quay? Bình thường ở nhà là con đòi mua 4 con quay mẹ cũng mua cho con. Mà nó mất hết thì con kêu mẹ ơi mua cho con 3 con quay. Mẹ con chịu mua. Wow, giờ câu này mình trả lời đúng, mình được mấy điểm rồi? 3 điểm. 3 điểm là 3 câu hỏi hình. Bây giờ câu này một câu nữa là mấy điểm rồi? 4 điểm. Ôi ơi, quá dữ luôn. Bây giờ còn câu cuối mình lấy điểm luôn không? Có. Đó, rồi vậy thì nghe cô Lan nói nha. Bé thích được ba mẹ đưa đi học hay là đi học cùng bạn bè? Con thích được ba mẹ đưa đi hay đi học với bạn? Ba mẹ đưa đi hả? Chắc chưa? Chắc chưa? 100% chưa? 5 4 3 không có bạn. 2 1 giơ bảng. Ba mẹ xuất sắc luôn. Nhưng mà cho cô Lan hỏi là bình thường là cả ba và mẹ đều đưa con đi học luôn hay là chỉ có ba hay là chỉ có mẹ thôi? Bình thường buổi sáng là con ăn cơm xong là ba dẫn đi học. Là ba chở đi. Rồi tới tối con về con ngủ rồi tới sáng nữa. Rồi con đi học con ăn đồ ăn trước rồi con đi học là mẹ chở đi. Là sao mẹ chở đi? Có hôm ba đi, có hôm mẹ chở đi. Với hôm ba mẹ đi nữa. Là có hôm cả ba mẹ luôn, nhưng mà được ba và mẹ chở đi mình thích hơn đúng không? Dạ. Rồi. Câu này đúng nữa rồi. Là mình có mấy điểm? 5 điểm. Vâng, chúc mừng bố Quốc Hoàng và bé Đức Duy đã hoàn thành xuất sắc ở phần thi này và được 5 điểm. Dê với bố một cái là dê này. Yeah. Hy vọng rằng là các bố tiếp tục phát huy cái điều này ở vòng 3. Và vòng 3 của chúng ta sẽ đến sau ít phút quảng cáo nữa. Nhớ nha quý vị nha. Yeah.
mang tên Bữa ăn yêu thương. Chúng ta sẽ đại diện đây bốc thăm một cái món ăn, và sau đó hai bố sẽ nấu món ăn đó cho hai bé ở đây thưởng thức. Hai con, một trong hai người sẽ bốc lá thăm này. Ai sẽ người bốc đây? Nhắn nhận cho chị chứ. Quá ga lăng. Dĩ ơi, qua đây con bốc thăm đi nè. Một món nào dễ dễ cho bố làm nha. Rồi, con mở ra và con đọc cho hai bố nghe nè. Dạ, cánh gà chiên nước mắm. Wow, ủa đó chị ơi, đây không phải là cái món mà con thích ăn không? Dạ có. Quá luôn. Và bây giờ xin mời hai bố chúng ta hãy bước về khu bếp của mình. Đây, xin mời. Rồi, Đức Duy và Như Ý, chúng ta sẽ bước vào bàn ăn thật sang trọng ở đây. Chờ hai bố nấu xong rồi mình ăn thôi con. Đó, lên đây ngồi nè. Chúng ta sẽ có thời gian là 30 phút dành cho món cánh gà chiên nước mắm này. Và bây giờ 30 phút dành cho hai bố. Bắt đầu. Anh Phúc ơi, theo như em biết thì bên đây đang là có thế mạnh về nhà nghề và món cánh gà chiên mắm là món tủ rồi ạ. Bố Hùng của anh cũng từng nấu món này rất là nhiều lần rồi đúng không bố Hùng? Cũng có ở nhà cũng thấy chưa, cũng có nấu rồi. Hết hồn, tưởng anh giới thiệu quá, bố Hùng nói không, đây lần đầu tiên là anh chết liền. Cũng sợ luôn. Dạ. Mà đây nè, em thấy ông bố nè, bào gừng nè, gừng đúng không anh? Đúng rồi. Dạ, nước rất là nhẹ nhàng. Bên đây cũng bào gừng luôn. Không biết là bố Hùng với bố Hoàng là có biết được cái sở thích của các bé như mình hay không, là có thích ăn gừng, thích ăn cay như thế nào mà. Bố Hùng thì sao ạ? Cháu nó cũng thích ăn hơi cay cay. Thích ăn cay hơi cay cay chút được rồi chút. Bố Hoàng ơi, không biết là bé Duy nhà mình là có kén ăn không? Bé Đức Duy từ nhỏ là không thích ăn cay. Hơi cay với bé thì được, chứ còn cay nhiều thì cay bé... nhiều là không được. Duy ơi, bố con đang nấu ăn nè. Mình có một cái lời gì gửi tới bố không? Bố ơi, cố lên, bố Hoàng cố lên. Bố ơi, cố lên, bố ơi, cố lên. Nó lớn lên là 2, 3. Bố ơi, cố lên, bố ơi, cố lên. Như ý bên này mình hô cô bố Hùng cố lên 2, 3. Bố Hùng cố lên. Bố Hùng cố lên. Bố Hùng cố lên. Đó, hùng hồn lên. Bây giờ là em thấy là các bố là đã hoàn thành gần xong cái món ăn của mình rồi. Anh ơi, bên này với nhà nghề em cảm thấy rất là thơm. Thơm lắm anh ơi. Cái nước sốt ở đây bắt đầu em thấy là nó kẹo kẹo nè. Và cái màu gà rất đẹp nha anh. Tại sao chưa có 30 phút mà bố Hùng với bố Hoàng có thể làm một cái món cánh gà chiên mà nó ngon mà nó đẹp. Chảy nước miếng. Ngon quá. Rồi bây giờ là bắt đầu mình em nghĩ là nó kẹo, vậy là mình đã cho ra dĩa được rồi phải không? Tức là khi nào mà cái nước sốt á nó sẽ thấm hết vào gà, lúc đấy chỉ còn mình cái nước mỡ còn lại á, là lúc đấy là đạt. Sau khi mình chiên á, cánh gà nó vàng lên, bắt đầu mình vớt ra để phi hành tỏi. Thật sự ngày hôm nay phải nói là một cái buổi tối thứ sáu khá là đặc biệt. MC là được chứng kiến hai bé quá dễ thương. Thật sự mình không muốn khen nhưng mà cứ khen đi khen lại hoài. Và bây giờ hai bố cũng đã hoàn thành xong được món cánh gà chiên nước mắm. Và bây giờ xin mời bố Hùng và bố Hoàng chúng ta sẽ bước vào trong và mời hai bé Đức Duy và bé Như Ý trở lại với sân khấu ạ. Xin mời hai con. Thank you.
vậy là cả hai bé đã cùng quay trở lại và chúng ta sẽ đến với phần đặc biệt của vòng 3 này. Đó là phần thưởng thức và chấm điểm thưa quý vị. Rồi, Đức Duy và Như Ý nghe cô Lan nói ở phần này có hai dĩa cánh gà chiên nước mắm. Các con sẽ không biết được dĩa nào là của bố Hùng và dĩa nào là của bố Hoàng. Nhiệm vụ của hai con là chúng ta cứ ăn thưởng thức thôi. Các con thấy bên nào ngon hơn thì chúng ta chấm 2 điểm. Bên nào không ngon bằng thì chúng ta chấm 1 điểm. Được chưa? Dạ. Rồi, bây giờ là hai đứa con sẽ chọn. Chúng ta sẽ cùng thử một bên trước. Sau đó chúng ta sẽ uống nước, lấy lại khẩu vị và thử bên còn lại. Thì hai đứa con chọn là sẽ thử bên nào trước nè? Con sẽ thử bên này trước. Rồi, thử bên này trước. Rồi, chị chiều em luôn ha. Rồi, vậy để cô Lan giúp con. Đây, đeo bao tay cho mình thử để mình ăn luôn. Cầm ăn cho nó ngon lành nè. Để cô Lan gắp vào cho con nha. Đây, cô Lan sẽ... Con thích ăn cái đùi hay cái cánh nè? Dạ, con thích ăn cánh. Con thích ăn cánh rồi. Thật ra là cái cánh đó, nhưng cái cục kia là thay kêu là cái đùi. Rồi, cô Lan gắp ra con cái cánh. Cái cánh rồi, mình nha. Cầm bao tay mình bóc lên mình ăn rồi. Cho nó thoải mái nè. Coi coi là bố Hùng với bố Hoàng nấu như thế nào, tình cảm rồi tình yêu rồi. Đây, sẵn cái dịp này thì cô Lan rất là muốn tụi con phải ăn rau củ cho nó đẹp da nha. Ngon quá cô Lan ơi, cắn. Em thấy là các bé mỗi lần tới phần này thì các bé không quan tâm các cô chú nói gì cả. Rồi, đó, cái bây giờ trời ơi, đó là ăn lỡ sợ dính vô cổ quá. Quá trời đó mà. Hồi nãy Sếp ơi, để em bỏ cho sếp cái cổ cho sếp nè. Đó, trong nhà hàng đó sếp đó. Sao nè, Như Ý ngon không con? Sợ dơ cái bộ cơm lê, bộ quét nè. Mốt ta đi đám cưới ta mặc không được nữa nè. Nè, mình cắn bên đây, cái phần này có thịt nè. Đó, mình cắn bên đây có thịt. Đúng rồi. Ôi, ôi. Có cay không con? Dạ không. Vừa. Vừa phải không? Cái khẩu vị vừa với tụi con đúng không? Dạ. Sao nè? Đức Duy, trời ơi, mình nuốt một nước miếng xong mới hỏi đó. Thấy món này hợp chứ con không? Ngon không? Ngon. Duy ơi, con ăn cái này con có cảm thấy đây là nó giống như là cái khẩu vị mà của bố nhà làm không? Có. Lấy một cái để lau miệng nữa. Đó, trời đây quá đây, trời xếp, rồi. Xếp đem. Một mình. Một mình mấy khăn luôn. Đó. Đây nè, đây cô Lan có lấy cho con. Dạ, đây. Đây đem em chậm cho sếp, sếp cứ ăn đi ạ. À. Đây là lau cho sếp. Đó, rồi. Ăn mình ăn miếng cà chua cho đẹp đó, da nè. Trời ơi nè. Đó. Không sao, từ nãy giờ cũng không có dính váy đó, tuyệt vời. Đây cô Lan chậm miệng nha con. Rồi, được rồi con, được rồi ha. Để mình thử bên kia nữa. Rồi. Đừng múc tay nha, đừng múc cái tay để. Rồi, con để em cái tay vậy luôn. Rồi con để cái chén xuống nè. Mình uống một miếng nước nha để mình lấy lại cái khẩu vị, mình chuẩn bị mình thử thưởng thức bên đây. Chỉ có ở nhà hàng bố là tất cả là coi như phục vụ là lấy tận bao tay ra nước nồi. Em nói thật ra là nhờ cái vòng này mà các mẹ ở nhà rất là hăng say đăng ký cho các bố tới đây để mà nấu cho các bé ăn. Để được phục vụ, để được chăm sóc. Rồi, bây giờ em mời sếp và cô chủ chúng ta thử cái phần bên đây chứ hả? Dạ rồi, để đổi bao tay cho cô cậu chủ. Mình chọn cánh hay đùi à? Dạ con chọn đây cánh. À vẫn là cánh rồi, đây một cái cánh cho con. Nè, đeo bao tay mình bớt nhìn bên kia nè con, mình tập trung đeo bao tay nè. Đây, cánh cho con và một miếng cà chua nữa chứ hả? Dạ. Con đùi. Được ha, con ăn đùi. Đó. Ra đùi là cái cục thịt đó. Cô Lan cho Đức đi một cái cục thịt. Đây, một cái đùi rồi kèm thêm một miếng cà chua nha, ăn cà chua cho nó tốt. Rồi. Ngon không con, ngon không ạ? Ngon thôi nè. Con thấy sao? Đây em lao cho sếp đừng có liếm liếm. Đang cẩn thận chừng giữ cái áo ở đây nè. Cắn nè, cắn cái da nè, cái da nè, nó béo nè. Cắn cái da, dịch trời nó ngắm, dài quá. Tháng qua một cái chứ còn miếng xương. Em thấy là các bé rất là trân trọng cái phần nấu ăn của bố. Chứ vậy các bé ăn rất là sạch sẽ luôn. Rồi, đó. Dạ được rồi sếp ơi, dạ rồi. Thôi mình ngưng rồi. Nè, lát nữa gói về ăn tiếp nè. Rồi. Quá ngon, quá xá ngon. Quá xá là ngon luôn. Bây giờ là Đức Duy và Như Ý nghe cô Lan hỏi nè. Tụi con đã được ăn 2 phần cánh gà chiên nước mắm. Thì bây giờ tụi con chấm điểm xem là bên nào ngon hơn. Con cho 2 điểm, bên nào ngon không bằng thì cho 1 điểm. Bây giờ mời Đức Duy trước đi. Con cho bên đây mấy điểm nè? Dạ 2 điểm. 2 điểm bên kia có nghĩa là 1 điểm nha. Bên 2 bên 1 rồi. Dạ bên kia cũng hơi mặn chút. Bên nào mặn con? Bên này nè. Bên này hơi mặn, còn bên này thì sao? Không có mặn. Vừa. Rồi bây giờ tới Như Ý nè. Con thấy bên nào ngon con cho 2 điểm, còn bên nào không ngon bằng cho 1 điểm. Dạ con cho bên này 2 điểm. Bên đây 2 điểm là có nghĩa là bên đây là 1 điểm. Dạ. À, con thấy bên đây ngon hơn hả? Dạ nó cay cay với lại có hơi cay cay nhẹ nhẹ. Rồi còn bên đây? Dạ nó hơi mặn.
Hơi mặn. Hơi mặn. À, hơi mặn. Ồ, vậy là đồng ý kiến với nhau. Rồi, và sau khi chấm điểm xong thì chúng ta thấy là bên đây là 4 điểm, bên đây là 2 điểm. Bây giờ hai con sẽ lật bảng và để xem là bên nào là bố của mình nấu. Cho tụi con tự lật luôn nè, sao mình lật lên vậy hai. 2 1 lật. Lật lên đây nè. Wow. Số điểm tụi con cho là 4 điểm đó là bố. Rồi đây nè. Wow. Và bố, tụi con cho 2 điểm đó là bố Thanh Hùng. Vòng 2 là cả hai bên đều là đồng điểm là 5 điểm với nhau. Đúng ở rồi. Vòng này thì bé Đức Duy có hơi nhỉnh tí xíu là được 4 điểm, ở đây là 2 điểm. Vậy thì tổng cộng 2 vòng thi bố Hoàng bố và Hoàng. Bé Duy được 9 điểm và bố Hùng và bé Nhĩ được 7 điểm. Rồi, vậy là phần thắng đã thuộc về bố Hoàng và bé Đức Duy, sẽ được chúc mừng. Chúc mừng con. Xin mời các bố trở lại sân khấu để cùng nhận phần thưởng và cùng chia vui với các con nào. Xin mời hai bố. Xin như vậy bố Hùng, bố Hoàng, bé Đức Duy và bé Nhĩ đã vượt qua được các vòng chơi của bố là tất cả ngày hôm nay. Một lần nữa chúc mừng cả hai bố và các con nha. Dạ. Dạ. Trời, em không biết là hôm nay cảm nghĩ của hai bố trải qua các vòng thi và đến giờ phút này thì cảm xúc của hai bố như thế nào? Bây giờ em mời bố Hùng trước ạ. Nói chung là anh đến đây và nói chung là cho cháu đi trải nghiệm. Dạ. Hay là nói chung là mình cũng chia sẻ những cái gì mà cháu nó chưa nói được với mình. Dạ. Hôm nay mình cũng nói được với cháu, nói chung là anh thấy cũng vui. Dạ. Cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho hai gia đình chơi, có một cuộc chơi rất là bổ ích cho các cháu. Dạ, vâng rồi. Nhí ơi, dạ. Hôm nay trải qua các phòng thi với bố nè, rồi có những cái câu hỏi giúp cho bố con mình hiểu nhau nhiều hơn. Rồi tới bây giờ con cảm thấy như thế nào? Dạ, con cảm thấy rất là thú vị. Thú vị hả? Và cô La nghĩ đây có thể là một cái kỷ niệm mà sau này khi hai bố con nhìn lại mình sẽ cảm thấy nhớ về chương trình Bố Là Tất Cả nhiều hơn nữa nha. Dạ. Rồi không biết là bố Hoàng như thế nào ạ? Gia đình mình xin cảm ơn chương trình rất nhiều vì hôm nay đã tạo ra một cái sân chơi rất lành mạnh. Đặc biệt là để cho giữa bố và con có được những cái gắn kết được nhiều hơn, hiểu về con hơn. Đức Duy ơi, hôm nay mình tới chương trình mình tham gia và cuối cùng là mình đã giành được phần thưởng. Cảm xúc con như thế nào? Cảm xúc con như thế là thấy vui. Thấy vui. Và ba cũng nấu cho con ngon. Ba nấu cho con ngon. Rồi bây giờ mình có giải thưởng, mình có tiền rồi đó. Con có muốn là bố sẽ thưởng cho con cái gì không? Con cũng không biết nữa. Không biết nữa hả? Thôi vậy mình suy nghĩ xong rồi mình nói nhỏ với bố sao nha. Rồi, và hôm nay đến với chương trình thì chắc chắn là hai bé sẽ luôn luôn có những cái phần thưởng rất đáng yêu đến từ chương trình Bố Là Tất Cả. Đó là mỗi bé sẽ được một chú gấu rất là dễ thương. Rồi, đây tặng cho Đức Duy luôn. Cảm ơn cô. Giỏi quá. Rồi, ngoài hai con khủng long dễ thương đó thì sẽ có thêm hai cái voucher từ nhãn hàng ba lô, túi sách, vali cao cấp Sancos 1 triệu đồng dành cho con. Đức Duy ơi. Cảm ơn cô. Và Nhi ơi, cảm ơn chú. Cảm ơn chú. Và ngoài ra ngày hôm nay thì người đã giành chiến thắng nhỉnh hơn một chút xíu thôi, đó là bố Hoàng và bé Đức Duy. Xin được chúc mừng và phần thưởng 5 triệu này thuộc cho bố Hoàng. Xin chúc mừng bố Hoàng và bé Đức Duy. Thưa quý vị và các bạn, hãy luôn theo dõi, luôn đồng hành với các bố. Mặc dù chúng ta thấy là các bố rất ít nói, các bố nghiêm khắc, thế nhưng đến với Bố Là Tất Cả, các bố sẽ chia sẻ bất kỳ một khoảnh khắc nào với con trai, con gái của mình. Cảm ơn quý vị luôn theo dõi và ủng hộ cho Bố Là Tất Cả nha. Và quý vị ơi, quý vị đừng quên khung giờ phát sóng rất quen thuộc của Bố Là Tất Cả, 22 giờ tối thứ sáu hàng tuần trên HTV9. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp cùng với công ty truyền thông Bi thực hiện. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn nhãn hàng ba lô, túi sách, vali cao cấp Sancos đã đồng hành cùng với chương trình. Hẹn gặp lại quý vị vào Bố Là Tất Cả kỳ sau. Xin chào. Xin chào.